Đã sắp tới giờ lễ khai mạc các băng cánh thành sân bóng trung tâm văn hóa thôn Đao Luông và các công trình phụ trợ. Một lần nữa thì thay mặt bộ chủ chúc xin trân trọng kính mời quý đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân chúng ta chuẩn bị. Quý đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân, chúng ta đang có mặt trên sân bóng trung tâm văn hóa thể thao thôn Đao Luông, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Một lần đầu tiên cho phép bình luận viên Hà Phong xin gửi toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, phong trào xây dựng nông thôn mới đó là chủ trương nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua được sự quan tâm trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Yên Mỹ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Đao Luông đã chung tay đoàn kết xây dựng quê hương Đao Luông cán đích nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng quê hương thôn Đao Luông giàu truyền thống cách mạng, văn minh, lịch sử, hiếu khách. Về dự buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu xìa diện của các vị khách quý. Về đại biểu ủy ban, trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã; ông Lê Văn Thường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; ông Trần Quang Giỏi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Trân trọng giới thiệu ông Lương Văn Tuyền, đại biểu trường quân sự. Xin quý vị là một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu về địa phương thôn Đao Luông, bà Vũ Thị Ngà, Bí thư chi bộ, trưởng thôn; ông Phạm Văn Đức, Phó trưởng thôn; ông Vũ Xuân Liệu, trưởng ban công tác mặt trận dân cư. Xin quý vị là một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng. Kính thưa quý vị, quê hương Đao Luông chúng ta đã nhận sự quan tâm đặc biệt của những người con ưu tú, nhà tài trợ chính. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đặng Hữu Hào. Xin quý vị một trong tay thật lớn để cảm ơn và chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời bà Vũ Thị Ngà, Bí thư chi bộ, trưởng thôn lên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân của chi bộ thôn Đao Luông, được sự đồng lòng nhất trí của toàn thể nhân dân và sự ủng hộ của các hộ gia đình trong thôn và những người con đang công tác sinh sống xa quê, khu sân nhà văn hóa thể thao của thôn đã được cải tạo nâng cấp. Công trình được khởi công từ ngày 4 tháng 11 với tổng diện tích là 1.083 m². Công trình nhà vệ sinh được xây mới, hệ thống cây xanh, ánh sáng được đầu tư nâng cấp với tổng số tiền vốn đầu tư là 368 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp mỗi khẩu là 100.000 đồng và đã được 86 triệu đồng. Số tiền của các gia đình trong thôn ủng hộ là 115 triệu đồng. Và số tiền của các người con xa quê ủng hộ là được 35 triệu đồng. Cùng với 300 ngày công lao động của đơn vị quân sự quân đoàn 2, hiện nay các hạng mục công trình đã hoàn toàn theo thiết kế. Thông qua công trình này càng cho chúng ta thấy ở đâu có đoàn kết thì ở đó có sức mạnh. Đúng như câu Bác Hồ đã nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chính vì vậy hôm nay thôn long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành khu văn hóa thể thao của thôn để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho toàn thể tầng lớp nhân dân trong thôn. Thay mặt ban lãnh đạo thôn, tôi xin gửi lời tới các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ như gia đình ông Đặng Hữu Hào, gia đình ông Bùi Văn Tám, gia đình bà Bùi Thị Thân, gia đình anh Nguyễn Mạnh Hường và những người con của quê hương đang sinh sống và làm việc ở các mọi miền của Tổ quốc. Cùng sự chung tay đóng góp của toàn thể nhân dân trong thôn, cảm ơn đơn vị thi công của trường quân sự quân đoàn 2 đã nhiệt tình thi công để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Khu sân văn hóa thể thao của thôn đã khoác trên mình một chiếc áo mới. Có thể nói chúng ta rất tự hào vì quê hương có khu nhà văn hóa, sân thể thao khang trang, rộng rãi và cơ
bản đầy đủ tiện nghi rất nhất giá. Tôi cũng mong rằng toàn thể nhân dân trong thôn hãy nêu cao ý thức trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ khu nhà văn hóa và sân thể thao mãi mãi xanh tươi, luôn sạch sẽ, và đây cũng là địa điểm vui chơi của các tầng lớp nhân dân trong thôn. Tôi tuyên bố Cát Băng Khánh Thành khu trung tâm văn hóa thể thao của thôn Ao Luông. Vâng, xin quý vị và các bạn là một trong các lớp lớn nghe ạ. Một bài phát biểu rất tuyệt vời của Bí thư chi bộ trưởng thôn Vũ Thị Hòa. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình các tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Bình, sẽ lên nhà văn hóa trung tâm đề tài trân trọng nhất của lễ hội này để cùng đồng thời phát biểu ghi nhận các ủy đảng chính quyền địa phương và nhân dân xã Đào Hương đã xây dựng được văn hóa trân trọng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Các vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân thôn Ao Luông, hôm nay tôi rất là vui mừng phấn khởi được về dự một cái buổi lễ Cát Băng Khánh Thành, trung tâm văn hóa thể thao của thôn nhà. Tôi rất là xúc động và phấn khởi khi thấy rằng là chỉ sau khoảng một tháng thôi, quay lại trung tâm văn hóa của thôn là cái bộ mặt nó hoàn toàn khác rất nhiều so với khoảng một tháng trước. Có thể khẳng định đây là một trong những cái mà thôn cũng đã rất là quyết tâm từ cấp ủy cho đến chính quyền, mặt trận, các đoàn thể nhân dân đã huy động được cái sức mạnh có thể nói là tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thế rồi thì của các cái đơn vị, thế rồi thì người con xa quê, các cái nhà tài trợ đã đóng góp rất là nhiều sức người sức của để nâng cấp và đầu tư nâng cao các cái tiêu chí về văn hóa. Đây là một trong những cái nội dung mà đang được các cấp ủy đảng chính quyền đang tập trung rất là cao, đặc biệt là Lạng Giang rồi Yên Mỹ, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó có cái việc là đầu tư chỉnh trang các cái tiêu chí mà thôn chúng ta, các cái tiêu chí tôi thấy rất là hiện đại, sáng như rồi xanh sạch đẹp. Đây là một trong những cái mà đang được đẩy mạnh cái phong trào thi đua trong cái phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Thế thì với cái tình cảm thì hôm nay tôi cũng rất là xúc động, vui, thế và cũng xin được chúc mừng cái kết quả thành tích mà thôn thế rồi toàn thể nhân dân đã đồng sức đồng lòng thế và xây dựng cho thôn thế rồi cho xã. Thế mà chúng tôi cũng thấy rằng là thông qua cái mà tiêu chí này thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ mong muốn là cũng sẽ phát động một cái phong trào để mà học tập, có thể đây là một trong những cái trung tâm văn hóa kiểu để cho các thôn khác đến học tập phấn đấu để xây dựng cho một cái phong trào chung của Yên Mỹ nó được sâu rộng hơn, phát triển hơn. Thế và một lần nữa thì xin được chúc mừng và xin được cảm ơn toàn thể các đại biểu, từ toàn thể nhân dân xin được trân trọng cảm ơn. Thế và về dự buổi lễ tôi cũng quà với tư cách cá nhân xin được chúc mừng thôn, xin được trân trọng kính mời chí đại diện thôn lên. Vâng, xin cảm ơn ông Lê Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Tiếp theo chương trình ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Cường và đại biểu với tư cách là cá nhân sẽ có được món quà tặng các ủy chính quyền và nhân dân thôn Đào Môn. Và ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu đại biểu cùng trường quân sự cùng xin di chuyển lên tiếp lễ đài. Xin mời đại biểu cùng trường quân sự xin di chuyển lên tiếp lễ đài và ban tổ chức xin trân trọng. Xin trân trọng các phục vụ kinh lễ tân của ban tổ chức sẽ di chuyển ra trên lễ đài.
tổ chức trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Nga, Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu ông Vũ Xuân Liệu, trưởng ban công tác mặt trận dân cơ. Và ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời người con ưu tú của quê hương chúng ta, ông Đặng Hữu Hào. Các vị đại biểu của chúng ta sẽ di chuyển lên trước lễ đài để dự lễ cắt băng khánh thành công trình phụ trợ công trình sân bê tông tôn áo mưa của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Trong trang phục hình màu áo đỏ truyền thống, áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, những gương mặt rất là xinh đẹp đang di chuyển ra trước lễ đài của chúng ta. Và ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bên phải lễ đài đó là ông Bùi Văn Chức, và bên trái lễ đài đó là ông Lê Văn Thường, đứng giữa ông Bùi Văn Chức, ông Lê Văn Thường đó.